Tới 3 tháng đám cưới thì phải cầu hôn chứ. Tay cậu đi, nắm tay cậu. Nắm tay, nắm tay cậu đi. Nắm cái gì đó. Nắm hai tay đằng hai tay bên. Nhìn vô, nhìn, bắt tay nhìn vô mắt cổ. Nắm hai tay rồi. Em hãy về đội của anh sẽ cho em một cái niềm tin và một dựa vững chắc. Đội gì? Thi đấu gì hả? Dạ, để đâu cái gì đâu. Có đội gì đấy đó. Em là Lan Phương, năm nay em 30 tuổi, đang công tác và làm việc tại Đồng Nai. Quê mình ở đâu? Dạ, quê em ở Quảng Bình ạ. Rồi, còn bạn? Em tên đầy đủ là Bùi Xuân Kỳ, quê gốc của em ở ngoài Thanh Hóa. Nhưng mà gia đình em đã chuyển vào Đồng Nai sống được hơn 10 năm rồi. Làm việc ở Đồng Nai? Em làm việc ở Đồng Nai luôn. Em là nhân viên vận hành xe nâng và trực tiếp lên xuất nhập hàng luôn anh. Nói bạn nữ nói làm công việc gì chị chưa có? Dạ, em làm nhân viên văn phòng. Ủa Đồng Nai mà ở khúc nào? Đồng Nai rộng lắm. Em ở Trảng Bom. Trảng Bom, bạn trai ở đâu? Dạ, em ở Long Thành chị ơi. Rồi, Trảng Bom, Long Thành cũng gần mà. Cái sở thích của mình là gì bạn nữ? Thích hát. Thích hát. Rồi, mở màn ngày hôm hát nay luôn. Cho nó xôm tụ lên một xíu. Đi. Rồi bạn nữ. Em hát bài Nhé Anh. Nhé anh, yêu em mãi luôn. Nhé anh, yêu em mãi luôn trong đời. Mối tình ta mãi lâu dài, và anh sẽ là tia nắng ấm luôn bên em. Cơn gió mát luôn hiền hòa, ta cùng nhau mãi bước chung đôi trên lối về. Hát thì giọng rất là ấm, rất rồi, là bạn hay. Nam hát luôn. Rất hay. Đáp từ liền. Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và em vừa đến, thay màu áo mới vì anh. Nguyện cho ngày tháng êm đềm như những sớm mai. Những nhọc nhằn chớm quen vẫn trong ngần mắt em, riêng chờ đợi anh. Một sự mở màn rất là ngọt ngào như những giai điệu của những bản tình ca. Lam Phương, bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em có một mối tình cách đây 6 năm. Dạ, em quen nhau 8 tháng. Lúc đó em mới 24 mà tới giờ 6 năm luôn. Dạ. Hay là mình có đặt ra cái chuẩn như thế nào sao? Có dạ, khó cũng, tìm quá. Cũng không vậy. Tại vì do em sáng đi làm tối về nên em cũng không có thời gian để tiếp xúc với nhiều người. Nên là em vẫn chưa quen được ai. Bây giờ em đã muốn thật sự muốn lập gia đình chưa? Dạ có, muốn rồi mới lên đây chị. Tại vì là lâu nay là không có đối tượng nên là không có dành thời gian thôi chị. Rồi, giờ điểm mạnh, điểm yếu của mình? Điểm yếu thì em hơi rụt rè trước đám đông ạ. Điểm mạnh thì... Bình tĩnh lên, đâu có gì đâu mà rung, bình tĩnh. Điểm mạnh mình phải phô ra cho người ta nghe chứ. Bạn nó hồi hộp quá, cho bạn rồi, suy dạ, nghĩ đi. Rồi, suy nghĩ nha. Bình kia có mối tình 8 tháng, mình có mấy mối tình? Dạ, em chính thức thì được 3 mối tình. Chính thức 3 mối? Dạ. Còn không chính thức 30? Không chính thức khoảng 30-40 vậy anh. Trời đất ơi. Ủa, chơi mà có thiệt luôn vậy đó hả? Có thiệt, có nói giỡn vậy bạn? Trường đúng không? Nói kinh nghiệm thì em cũng không dám, nhưng mà cũng chúc chúc anh ơi. Chúc chúc rồi. Dạ, mối tình đầu tiên của em là dài nhất. Bao nhiêu năm? Được 2 năm. Nhưng mà lý do tại sao mình chia tay? Tại khả năng lúc đó chắc có lẽ là em cũng còn hơi nhỏ, chưa có suy nghĩ được đến cái vấn đề lập gia đình cái lúc đó. Còn giờ suy nghĩ là lập gia đình được rồi đúng không? Dạ, mạnh luôn nha anh. Lấy liền không? Lấy liền anh. Mấy tháng? Được cả 3 tháng làm luôn. Trời. Có chuẩn bị gì chưa mà đòi 3 được, tháng luôn, được luôn. Dạ, chuẩn bị rồi chị Cát Tường ơi. Em là cái người mà gọi là tự lập từ nhỏ. Nhà cửa thì em cũng có rồi. Công việc thì em thì cũng gọi như là ổn định thì cũng chưa ấy, nhưng mà cũng gọi là tạm rồi chị. Ừ. Nói chung lấy vợ được, ok ạ. Rồi, em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Chỉ cần bạn gái ngoại hình dễ nhìn rồi, chiều cao từ 1m53 đổ lên là được. Chỉ cần bạn gái là biết nấu ăn, chăm lo cuộc sống gia đình và biết chia sẻ là được. Đơn giản vậy hả? Dạ. Nhưng mà bạn trai có mình có ưu điểm, khuyết điểm gì không? Hay có tật xấu gì không bạn? Dạ, ưu điểm của em cũng khoảng vài chục chị ạ. Như là em tự lập từ nhỏ, rồi thứ hai là em biết nấu ăn. Khuyết điểm của em thì cũng nhiều lắm. Cũng biết nhậu, cũng có hút thuốc, lâu lâu hay cằn nhằn. Tại cái công việc của em nó hơi bị áp lực. Nãy giờ hết rung chưa em? Dạ. Nghĩ ra cái ưu điểm gì của mình chưa? Ủa, tôi qua tôi sao kỳ vậy? Cổ rung quá, cổ hiền lắm. Trời ơi, chồng em dễ thương quá, rung cái gì? Dạ. Bắt tay coi. Dạ. Trời ơi, tay lạnh ngắt à coi. Đâu có gì đâu đúng. Ngoài tưởng tượng của anh nãy giờ là em hiểu anh nói gì rồi ha. Dạ, dạ. Khuyết điểm của em là gì? Hơi nóng tính. Người đẹp nóng tính, không có đề gì cả. Dạ. Gì nữa? Em không có thích kiểu mà hay cằn nhằn này kia đâu. Ô, kiểu cằn nhằn. Bên kia cằn nhằn đó, bớt đi nha. Bớt đi em ơi nha.
Dạ. Ưu điểm của em thì là biết nấu ăn. Biết nấu ăn, bên kia cũng nấu. Hai người dành nấu. Không ai ăn. Em nhường em nấu. Rồi gì nữa? Mẫu mẫu người lý tưởng. Mẫu người của em thì cao 1m65 đổ lên. Bên kia nghi quá, sao nhiêu bên đó nhiêu? Yếu rồi anh ơi. Yếu yếu. Bên nào cũng yếu. Bên nào yếu rồi. Yếu gì? Bỏ qua cái đó đi. Nhưng mà em không thích hút thuốc mà anh kia hút thuốc. À, anh hút thuốc thì thực sự ở nhà thì không có hút, nhưng mà đi làm hoặc là lâu lâu uống cà phê với bạn thì có hút. Cái đó có thể bỏ được. Không có thích gia trưởng, quan tâm chia sẻ là được rồi. Vậy thôi ha. Dạ. Thôi anh thấy được á. Dạ. Được, cưới liền, không chỉ 3 tháng, tháng làm luôn. Dạ. Để coi bà mối qua coi. Tôi khó mà, em đâu có giỡn. Chào chị. Trời ơi, đây không, đây cũng được, ngon lành. Nhưng mà sao mạnh miệng dữ vậy đó hả? 3 tháng được là cưới luôn. Dạ, được cưới luôn. Tại vì mẹ em nói rồi, sang năm 2017 là không có vợ hoặc là không có người yêu dẫn về cho mẹ thì ra đảo ạ. Ra đảo ạ? Mẹ em chọn cho em 3 quần đảo rồi, tự chọn. Trường Sa, Hoàng Sa và Phú Quốc. Em muốn chọn nơi nào thì chọn. Rồi em chọn nơi nào? Em thì để hết năm 17 đó em mới chọn được chị. Mình có coi tuổi coi tác gì không? Dạ không. Giờ thích đẻ mấy đứa con nè? Con thì cứ càng nhiều càng tốt rồi chị. Nổi không? Cố gắng hết sức anh. Bây giờ 3 tháng đám cưới đúng không? Dạ. Cứ về tôi bàn nha. 3 tháng được là cưới luôn rồi. 3 tháng được cưới luôn. Xính lễ gì chuẩn bị sẵn hết rồi đúng không? Xong hết rồi chị. Được, cặp này sáng sủa. Chỉ tiền mua về thôi. Được đó em. Được sao quá đi chứ trời ơi. Rất được. Cặp này được à? Mình bây giờ là với người, mình thân người thân xem. Dạ, em có đi với em trai với mấy bạn đồng nghiệp. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và quý vị khán giả. Chào em. Dạ, thì em thấy anh này cũng trầm ổn, chắc cũng bản lĩnh. Thì giống như chị nói lúc nãy á, tính chị thật ra đúng không thích cạnh nhanh. Nếu anh có thể sửa được thì anh chị có thể tiến với nhau được thì quá tốt. Không, anh sẽ cố gắng. Tại vì anh nói là đôi khi thôi. Đôi khi cái công việc của anh nó bị nhiều, nó áp lực nhiều quá, nó bị chết. Còn bình thường thì ok. Anh hứa là anh sẽ không có cào nhào, bớt cào nhào. Còn hứa với em nói gì nữa, lo cho em nữa được. Em có chứ. Dạ, nếu mà em cần cái gì thì dạ, cái đó anh thì sẽ... anh hứa với chị em được rồi, còn riêng em thì biết nhậu là được rồi ạ. Trời đất ơi, đưa gì chọn kiếm bạn nhậu rồi đó hả? Hợp rồi đó. Em đi với ai? Dạ, em đi với một anh bạn thân. Dạ, xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và chào chương trình. Nói chung là anh là cũng là người bạn và người anh thân thiết của em Kỳ. Gia đình rất là thoáng. Riêng về nhận xét của anh về em Kỳ, rất đàn ông và bản lĩnh, siêng năng làm việc và biết chia sẻ công việc với người phụ nữ. Mong muốn là hai người có một cái cơ hội tốt để đến với nhau. Rồi, ok. Được á. Bây giờ kéo màn lên đi. Khí thế lên coi. Rồi bây giờ hợp nhau nữa là tiến tới hôn nhân luôn. Bắt đầu 3 tháng. 3 tháng nha cưng. Anh có bó hoa với món quà nhỏ tặng cho em. Dạ, cảm ơn. Nhìn thẳng vào mắt nhau, sau đó mình sẽ nói cảm nhận về những gì mình suy nghĩ về đối phương. Anh cảm nhận em là người rất là xinh, cười rất là tươi nữa. Dạ, em cảm ơn anh. Em trắng, rất là xinh. Dạ. Không lẽ đen. Nếu mà bình thường mình đến được với nhau á, thì khoảng được bao nhiêu tháng em có thể kết hôn được? Dạ, thì nếu như mà hợp nhau thì càng nhanh càng tốt. Theo như em nghĩ thì chắc thời gian là cỡ 6 tháng đến 1 năm. Ok. Dạ. Ba được không? Dạ, dạ cũng được ạ. Dễ thương lắm. Dạ. Làm dâu có vấn đề gì với em không? Tại vì em thì em cũng xa quê, cho nên là em muốn ở làm dâu thì em cũng được ok. Tại vì á, nếu mà có cái chuyện gì hay là này kia mà làm dâu mà nó khó khăn á, thì em cứ chia sẻ với anh. Anh cũng là người rất thích là chia sẻ và mình nên ngồi nói chuyện với nhau để mình gỡ những cái khúc mắc ra. Em gái đó, em cảm nhận anh thế nào? Dạ được. Được phải không? Dạ. Có sao xuyến, có rung động gì chưa? Dạ khó quá. Nói thiệt mà, để tôi biết đường của tính chuyện hôn nhân nè. Dạ có. Có, thấy chưa? Cô nha, phải nói ép cô vậy cô mới trả lời. Bây giờ tính vô chuyện hẹn hò đi. Đảng bom với lại Long Thành mình đưa đón sao, mình hẹn hò sao, đưa ra kế hoạch luôn đi. Thì công việc của anh thì cũng là có đi ca, thì cố gắng anh sẽ sắp xếp lên nhiều nhất, một tầng thì 2 lần. Em ok thì anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp lên nhiều. Đứng lên, đứng lên. Em muốn 3 tháng đám cưới thì phải cầu hôn chứ. Nắm tay cổ đi. Xin phép dạ. Xin phép gì đó. Nắm hai tay đằng bằng hai tay bên. Nhìn vô, nhìn, tay vô nhìn vô mắt cổ. Nắm hai tay rồi. Em hãy về đội của anh. Anh sẽ cho em một cái niềm tin và một cái dựa vững chắc. Đội gì? Đi thi đấu gì hả? Dạ. Về đội em đi thi đấu luôn. Có đội gì đấy đó. Em về cái chuyện tình em cũng khó nói. Hát. Dạ em cầm tay em quên hết rồi. Em không hát được.
Thôi được rồi anh. Anh Việt Linh em ngại. Giờ muốn lấy vợ không? Dạ muốn. Tạo điều kiện như vậy không chịu. Dạ. Anh này dở thiệt luôn á. Trời đổ mồ hôi chân à. Em hồi hộp. Thôi bây giờ nói một câu đàng hoàng, thật tình cảm, cảm xúc của mình. Em cho phép anh được đưa đón cũng như là quan tâm em mỗi ngày, bắt đầu từ bây giờ rồi đi. Ngắn gọn, xúc tích, dễ hiểu, đi vào vấn đề. Còn bạn gái, bạn thấy sao? Em cũng thấy anh cũng được, cho nên là mình nghĩ là cho nhau một cơ hội. Có hôn chưa? Dạ hôn rồi. Hôn rồi hả? Mà lâu quá quên rồi. Giờ nhớ nụ hôn không? Quên phải không? Hồi nhắc lại nha. Rồi. Ok. Tay vào nút bấm đi. Tôi đang đối diện với bà con, ông bà, cha mẹ, anh chị em, hàng xóm, khán giả, cả triệu người đang theo dõi các bạn. Bấm nút là chúng đồng ý quen với nhau. Một, quyết định. 2 3. Hết thời gian. Rồi mời bạn. Tại sao chậm vậy? Giật mình. Tại sao bạn bấm nút chậm vậy? Run quá cái nút nó. Run quá tìm không ra cái nút hả? Trời, cô gái dễ thương quá à. Nắm tay cổ đi, cổ rung lắm. Hình như cái rung động đầu đời đấy. Dạ. Đúng không? Đúng không? Rung quá vậy? Con gái đi cho đỡ rung đi. Được. Đầu tư vào việc cắt nó thì nó lại nhiều hơn cái việc gội. Con gái có mấy mối tình rồi? Dạ, em ế từ trong bụng mẹ ế ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Thấy thương ghê không? Thiệt không? Dạ, thiệt. Em tên là Nguyễn Văn Cầu. Năm nay em được 29 tuổi. Em đang sinh sống và làm việc ở Quảng Nam. Em làm gì Cầu? Dạ em làm bên kỹ sư xây dựng. Kỹ xây dựng. Thế từ Quảng Nam em vào thành phố Hồ Chí Minh để tham gia chương trình à? Dạ. Trời, cảm ơn em đã lặn lội đường xa xa xôi. Hy vọng hôm nay sẽ thành công nha. Dạ. Còn mình giới thiệu đi cưng. Dạ. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào tất cả quý vị khán giả. Chào bạn nam bên cạnh. Em tên là Lê Thị Ánh Vàng. Em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam nhưng mà hiện tại em đang làm việc tại một chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Ồ vậy. Ủa, hả? Em tên gì em? Dạ em tên Ánh Vàng. Ánh Vàng hả? Dạ đúng rồi. Trời ơi, Cầu Ánh Vàng. Dạ. Cầu gì được nấy. Có cầu ánh sao bây giờ hai bạn này cầu ánh vàng luôn ghê chứ. Cầu ánh vàng. Một bạn là quê Quảng Nam, hỏi coi huyện nào. Xin hỏi bạn gái bên kia là ở huyện nào ta? Dạ em ở Đài Lộc, còn anh ạ? Anh ở Tam Kỳ luôn. Dạ. Cũng đâu có xa gì mấy đâu. Dạ, dạ cũng không xa lắm. Ở sát bên mà. Dạ. Nhưng mà bây giờ cái bạn kia đang làm ở Quảng Nam, bạn này đang nằm ở quận 1. Thì bao thì năm em về quê mấy lần? Dạ ý là tính là sang năm vào trong Sài Gòn lập nghiệp á. Cũng ủa vậy đó hả? Dạ. Chắc chưa? Dạ chắc. Trời ơi khỏe luôn nữa rồi. Dạ. Rồi vậy là gần gũi rồi. Bạn không lo. Vậy là hợp lý rồi đó. Bạn gái cho đàn trai biết ưu điểm khuyết điểm của bạn đi. Dạ em tuy không có cao nhưng mà não thì đủ dùng. Tuy không cao nhưng não đủ dùng nghe. Dạ. hơi khó tính nhưng mà cực kỳ tốt tính. Hơi khó tính nhưng mà rất tốt tính nghe. Trời. Dạ còn EQ thì không có được tốt bằng IQ lắm nên là rất là ngại giao tiếp với người lạ. IQ dạ. Cao hơn EQ hả? Bạn này dạ. Có cái cách giới thiệu đáng yêu ghê á. Dạ. Chú phải ghi chép lại đang học bỏ lên mấy cái vở kịch á. Rồi khuyết điểm của bạn là gì? Dạ đó là em hơi khó tính ạ. Gì? Bạn hơi khó tính. Khó cỡ nào? Tức là em luôn đặt ra những cái tiêu chuẩn cho bản thân mình cũng như là cho những người khác nên là nếu mà không có đạt được những cái đó thì sẽ cảm thấy hơi khó chịu, nhiều lúc là cũng sẽ nhăn nhó với lại mọi người. Rồi bạn trai. Dạ ưu điểm của em là hiền lành thật thà, hay giúp đỡ mọi người, với lại mấy người ở đồng nghiệp công ty là khen em là hiền lành, hòa nhã, dễ tính. Còn khuyết điểm của em thì cũng hay là cào với bạn bè, cũng hay nhậu, tại vì đặc thù của nghề xây dựng là cũng hay anh em mỗi lần chiều thứ bảy chủ nhật gì đó cũng ra quán làm xíu. Cũng phải lâu lâu mà thấy tuần nào cũng nhậu chứ. Nó xây dựng cuối tuần lãnh lương là nhậu à. Dạ kìa, mà mỗi qua
Nhìn đàn trai kìa. Chào em. Ủa, rồi bên ngân hàng mình có đi nhậu không em? Dạ, công việc của em thì chủ yếu làm việc với lại số liệu nên không có phải đi tiếp khách hay là gì nên. Rồi bây giờ cuối tuần người ta đi nhậu rồi em tính sao? À, dạ, không sao ạ. Nói chung nhậu có chừng mực thì đối với em là ok. Chừng mực là bao nhiêu lon? À, dạ, không xỉn, biết đường về là được. Không xỉn, biết đường về. Sao em? Có bao giờ nhậu mà không biết đường về không? Dạ, nói chung là em nhậu là biết kiểm soát. Rồi chị hỏi em nè. Dạ. Có nhiều bồ không? Dạ, em thì em được hai mối tình. Mối tình thứ nhất là năm cấp 3. Còn mối tình thứ hai thì cũng được lâu, được 2 năm. Tại vì đợt trước là em hay đi làm xa. Tại vì công trình của em là làm cầu đường với lại trường học xa đó. Hai đứa do điều kiện gây lộn với nhau thì cũng nói qua nói lại. Mình cũng có thời gian gần gũi bạn gái để mình chia sẻ và làm thông cảm. Cái hai đứa giận luôn. Giận luôn, bao lâu rồi cưng? Dạ, cách đây 2 năm rồi. 2 năm rồi. Dạ, được 2 năm. Đó, cũng do việc là đi nhậu hay đi làm công việc suốt rồi không có chăm sóc. Mà phụ nữ thì cần cái sự quan tâm và chăm sóc hết sức là quan trọng em trai à. Đúng rồi, lúc nào phải quan tâm đến người phụ nữ mình yêu. Chị hỏi nè, em hình dung cái bạn gái bên Rào này như thế nào? Dạ, nói chung là nghe giọng là em thì thích à. Nghe Quảng Nam là thích thì lắm. Quê hương mình là mình thích rồi. Đó, đương nhiên rồi. Nhưng mà giọng bạn gái, cái về tính cách thì em thấy là rất là ok. Nãy em nghe bạn giới thiệu về mình em thấy ấn tượng ghê không? Dạ, chị còn ấn tượng nữa. Dạ. Em hình dung cô gái bên đây có cái diện mạo ra sao? Thì em nghĩ là 1m khoảng 58-59. Mét 58-59. Dạ, còn thân hình nói chung thì cũng đều đặn. Mái tóc thì mái tóc dài. Mái tóc dài, màu đen hay màu gì? Dạ, màu đen. Màu đen. Dạ. Da trắng hay là da đen nè? Dạ, da trắng. Da trắng. Mấy cái người hiện đại anh nghĩ rằng tóc không dài đâu. Lên. Anh đoán. Tôi là người hiện đại. Hả? Không, Vân không dài, Vân vẫn truyền thống đấy Vân. À, theo tôi là cô gái kia là thường những người IQ á, cao á, thì họ không để tóc dài đâu. Tóc dài đầu ngứa ngái, IQ có nổi ra ngoài ngứa ngái. Rồi tóc ngắn, anh đoán như vậy đó. Dạ. Thôi để anh qua xem đàn gái thế nào nha. Dạ. À, trời, tôi nói có sai đâu. Vậy em nói thử cái tóc em như vậy từ đó giờ hay là hồi đó em có để dài không? Em cho một cái điểm cho bạn trai bên kia coi. Dạ, em cắt từ năm 2015. Lúc trước thì em cũng đã từng để dài tóc chắc đến lưng ấy. Nhưng mà em cảm thấy nó tốn quá nhiều thời gian và tiền bạc trong việc gội rửa nên là em quyết định là cắt tóc. Nhưng mà giờ thì em lại thấy hơi hối hận tại vì thời gian và tiền bạc đầu tư vào việc cắt nó thì nó lại nhiều hơn cái việc gội. Con gái có mấy mối tình rồi? Dạ, em ế từ trong bụng mẹ ra. Ế từ trong bụng mẹ ế ra. Thấy thương ghê không? Thiệt không? Dạ thiệt. Không có mối tình nào luôn hả? Dạ không có một mối tình, chưa từng nắm tay luôn. Ai tin tôi cùi liền á. Sao vậy? Dạ tại vì lúc em nhỏ khó quá thì sao? Dạ cũng có nhiều lý do lắm. Mà khó là cũng là một phần. Còn thêm cái nữa là hồi nhỏ em nghe lời phụ huynh và thầy cô làm con ngoan trò giỏi nên là không có yêu đương. Xong này đi làm, ra trường đi làm thì lại vì tin tưởng mọi người quá nên là em lễ. Ủa sao tin tưởng mọi người ấy? Tại vì em chơi với một đám bạn thì cũng độc thân giống như em. Nên em cảm thấy là chơi với bạn thì lại vui hơn là có người yêu. Trời đất ơi. Thành ra lại là lần lượt là có người yêu và đi lấy chồng, lấy vợ. Tụi nó đi lấy chồng, lấy vợ hết rồi. Bỏ giờ em còn chừa lại mình ơn em thôi. Dạ nếu mà chưa lập gia đình thì cũng có người yêu rồi. Được rồi, một người năng động xinh xắn này không có người yêu đúng không? Không ai tin nhưng mà nói ra lý do thì có thể. Em tưởng tượng cái người bên Rào như thế nào? Con trai Quảng Nam đó. Chắc em nghĩ là chiều cao thì về ngoại hình thì chiều cao là chắc sẽ cao hơn em. Thì dĩ nhiên, đàn ông hay cao lắm. Em hy vọng là cao trên 1m65. Dạ. Hơn rồi. Nữa đó. Dạ vì em muốn cải thiện F1. Còn không cần quá trau chuốt nhưng mà phải gọn gàng sạch sẽ. Dạ. Đó, em hình dung về... đi, em tả cái bạn đó đi. Hai điều em nói là đúng rồi đó. Dạ, về tính cách thì trưởng chạc, trưởng thành để có thể là lo giúp em. Tại vì em tính cũng hơi trẻ con tí. Bạn này trưởng chạc đó. Dạ. Bạn này phải nói cũng phong độ, đẹp trai đó. Anh thấy cũng đủ để các bạn có thể cảm nhận về nhau rồi. Bây giờ hỏi người thân đi. Em trai đi với ai? Dạ, hồi nãy thì cũng có đi với bạn, nhưng mà bạn có việc mất. Rồi, bạn về rồi ha. Dạ. Thôi được rồi, cũng có mọi người ủng hộ bạn. Em gái đi với ai? Dạ, em đi với lại hội anh chị em đồng nghiệp thân thiết của em.
Dạ xin chào hai MC và chào quý vị khán giả và chào anh ạ. Dạ em chào là em gái của chị Ánh Vàng. Dạ anh có thể cho em hỏi một câu được không ạ? Dạ được. Anh lúc nãy thì em có nói là anh dự định là năm sau là mình sẽ vào Sài Gòn để làm việc đúng không ạ? Đúng. Thì anh đã chuẩn bị gì cho cái kế hoạch đó chưa? Trước khi anh đăng ký vào chương trình này, anh cũng phải dự định cho bản thân mình trước. Mới vào đây cũng hơi lạ xíu, tại vì thành mức sống ở thành phố với lại cái nhịp sống hơi nhộn nhịp. Từ từ thì anh cũng bắt nhịp lại. Thì anh cũng chuẩn bị, cũng nhờ bạn bè gì đó là cũng mong muốn là tìm cho mình công việc để mình ổn định. Dạ em cảm ơn anh. Chị Vàng nhà em thì có chút khó tính chút xíu, nhưng mà chỉ là cảm giác ban đầu thôi. Nếu mà thân thiết rồi thì sẽ rất là dễ thương, tốt bụng và biết hiểu cho người khác. Thì em nghĩ là chắc chị Vàng cũng sẽ hiểu cho anh. Nếu mà hai người có thể đến với nhau thì chắc là có thể chờ đến ngày anh vào Sài Gòn. Còn chị Vàng ơi, em thấy anh bên này cũng dễ thương, cũng thật thà. Nếu mà chị cảm thấy ưng á, thì có thể cho nhau một cơ hội. Rồi, cảm ơn em gái. Ok. Mở rào cho hai bạn gặp mặt đi. Rồi, tới luôn, tới luôn. Rồi, tặng em. À, bó hoa và sô-cô-la. Dạ, em rất là thích đây, món quà này. Tôi cầm cho. À, em cũng có một món quà tặng anh. Đây là bánh em tự làm. Rồi, cảm ơn em rất em nhiều. Em có một đam mê đó là rất là thích làm bánh và rất là thích đồ ngọt. Cái này là mới làm sáng nay, lúc mà làm thì vừa nhỏ bọt và xong cũng suy nghĩ, tưởng tượng ra là người nam mà đến chiều nay mình gặp là sẽ như thế nào. Nói chung vừa nặng bánh và vừa nặng người luôn á, nên là anh cứ từ từ. Rồi, anh rất là cảm ơn món quà của em. Dạ. Đây nè, mấy chục năm chưa bao giờ gặp mặt đó, bây giờ lần đầu tiên gặp mặt các bạn cảm nhận thế nào? Theo em thì thấy bạn nữ rất là dễ thương, vì ngoại hình rất là xinh đẹp. Lạ đúng không? Nhìn dạ, rất là lạ. Còn bạn gái nữ cảm nhận bạn trai thế nào? Đầu tiên thì em rất là có cảm tình, tại vì là người đồng hương. Dạ. Lại người Quảng Nam thì rất là tính tình thì rất là thật thà, chất phác. Nói chung về ngoại hình thì em thấy là đã đảm bảo được cái tiêu chuẩn của em. Cho em hỏi là anh có hay thường xuyên giúp đỡ mẹ trong công việc nhà hay là... Có chứ anh, tại vì em biết sao không? Ba anh là mất sớm, là nhà anh là có mẹ với lại hai anh em trai. Nhưng mà anh là anh trai cả nên anh cũng rất là chú tâm đến gia đình. Nên anh rất là giúp mẹ. Nếu mà sau này mà anh có thể sẵn sàng chia sẻ công việc nhà với người bạn đời của anh không? Anh tất nhiên, anh chấp nhận. Tại vì em rất là thích làm bánh, nhưng mà em lại không giỏi nấu ăn mà em cũng không thích nấu ăn. Trời, anh thấy gì vậy à? Anh không cơ bắp thế này phụ giúp em thoải mái. Vậy em làm bánh cho anh ăn suốt cuộc đời luôn đi. Tương lai thì khoảng bao lâu tụi em có thể tiến tới hôn nhân được, trao đổi với nhau đi? Thì em nghĩ đi. Em thì có thể là đã sẵn sàng, nhưng mà em nghĩ cái này chắc là tùy duyên. Tức là cái cơ hội mình tìm hiểu. Đúng xong rồi. Rồi nếu mà hợp nhau thì là có thể tiến xa hơn. Anh cũng mong em cho anh cơ hội. Về quan điểm con trai con gái thế nào? Nhiều anh có phải là người gia trưởng gái không? Đưa con trai đó. Anh thì không gia trưởng. Anh nói chung là anh nghĩ theo hôn nhân thì nên tôn trọng giữa vợ chồng với nhau. Khi mà hai người nhận nhau thì ai sẽ là người làm hòa trước? Thì tất nhiên sẽ anh. Anh sẽ dỗ người yêu anh chứ. Bây giờ bạn trai đứng biến tới nắm tay bạn gái. Nói chung anh cũng mong muốn là cho anh một cơ hội để sự ấm trái tim em. Dạ. Em rồi. Cũng hy vọng là hai người sẽ cho một cơ hội để tìm hiểu. Cảm ơn anh. Cảm ơn. Rồi, vào vị trí. Chúng ta hướng mắt về phía trước, để tay vào nút bấm. Đó là lúc chúng ta làm nhiệm vụ của trái tim mình. Trái tim mình bảo sao mình làm y chang thế. Thích thì bấm ngay, rung động là bấm ngay, đừng chần chờ gì cả. Đó, rồi xong. Lên kìa. Đó, trời ơi. Không ai giành được. Ồ. Không luôn rồi. Rồi xong rồi. Phải mạnh mẽ như thế chứ. Yeah. Coi như là cá gặp về bên nước rồi đó. Ừ, cá gặp nước. Hồi nãy là bạn này bạn phạm luật, bây giờ luật mới cho phép bạn hôn nè. Trời ơi, cái hôn hồi nãy nó mới là hay đó. Hồi nãy là bạn phạm luật. Rồi hôn nữa đi. Đó, ừ. Trời ơi, lần đầu. Ủa em mọi người ơi. Lần đầu của em luôn đó. Lần đầu luôn đó. Mình có bị thất tình không?
khi em bị thất tình thì không biết thế nào hết, tại vì ở xa nhà cho nên hả giải tỏa bằng cách là mua sắm ăn uống, và cái việc ăn uống vô độ nó khiến em chịu một cái hậu quả khá là lớn. Hậu quả gì em? Đó, hơi căng căng chút đó. Dạ. Chào chị Cát Tường nè các bạn. Mời bạn ngồi. Dạ. Dạ em tên Đặng Kim Hoàng. Đặng Kim Hoàng. Dạ. Năm nay em 35 tuổi. Làm nghề gì bạn? Dạ em làm kỹ sư điện tử và làm kỹ thuật âm thanh. Hai nghề. Rồi Kim Hoàng 35 tuổi. À, và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Chào bạn, bạn tên là gì? Em là Lê Thị Như Quý ạ. Em là nhân viên văn phòng. Quý năm nay bao nhiêu tuổi? 32 tuổi. 32. Trước giờ có nhiều mối tình chưa? Nhiều hơn một ạ. Nhiều hơn một. Dạ. Là hai hay là chín? Dạ thì người ta nói là những cái na ná tình yêu thì nó có nhiều, nhưng mà tình yêu thì chỉ có một. Nên em thấy là em quen nhiều hơn một người, nhưng mà không biết cái nào là tình yêu nó là bao nhiêu. Nên em không biết, em chỉ biết là nhiều hơn một thôi ạ. À, không biết trả lời ghê nha. Nhưng mà như thế nào mới là một tình yêu thật sự? Một tình yêu thật sự á là một cái người mà có thể san sẻ, hiểu mình và chấp nhận chính con người mình, chứ không phải những cái điều mà bạn ấy thấy. Em thì dễ gần, thân thiện, hòa đồng. Ưu điểm thì phải do người đối diện cảm nhận, chứ bản thân mình thì không thể nói được. Em là khá là nóng tính. Khi nóng lên thì hầu như là ít tiết chế được cái cảm xúc, thì thường sẽ nói lớn hơn, nhanh hơn, khiến cho người đối diện cảm thấy là không có được vui lắm. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Nếu mà mối tình thì xưa giờ chỉ có hai mối tình. Mối tình thứ hai thì cũng gần đây, cũng khoảng 2 năm nay. Nói chung là người đó cũng ghen quá. Bạn bè, đồng nghiệp, công ty em á gọi đến hay như thế nào, bắt đầu là cứ ghen rồi này kia, hai đứa đâm ra hay cãi nhau lắm. Bạn có thể nói về một cái mối tình nào mà bạn ấn tượng nhất? Thời gian mà em vừa mới vào lập nghiệp ở Hồ Chí Minh á, thì em có quen một đồng nghiệp trong văn phòng, làm chung lâu ngày rồi nảy sinh tình cảm. Quen mối tình đó bao lâu? 5 năm ạ. 5 năm? Dạ. Tại sao chia tay? Dạ, ảnh không cưới. Vậy là trong 5 năm đó bạn có khi nào tỏ ý cho anh biết là bạn muốn kết hôn không? Dạ có. Nói thẳng hay nói mấp mé? Nói thẳng chị. Rồi anh trả lời sao? Tại vì bây giờ là phải lo sự nghiệp trước. Anh nói nhiêu tuổi? Dạ hơn em 2 tuổi. Hơn 2 tuổi cũng 35 rồi, còn gì nữa mà sự nghiệp gì nữa. Chị không tin đâu, hay là anh có một người phụ nữ khác nữa? Vậy cái đó phải hỏi ảnh. Bây giờ bạn muốn tìm một người đàn ông như thế nào? Một người đàn ông có trách nhiệm và có ý định lập gia đình. Bạn mong muốn bạn gái mình phải như thế nào? Cao cũng khoảng 1m65 gì đó. Hiền, đàng hoàng, biết lo cho gia đình. Có tính toán con đường hôn nhân sắp tới chưa? Dạ em cũng có tính chứ, mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng phải tính cái gì đó cho gia đình chứ. Nhà bạn ở đâu? Quê em thì ở Phú Yên rồi, chứ mà giờ hiện giờ em đang sống và làm việc tại quận 12 anh. Quận 12 là nhà của mình luôn hả? Không, em ở với nhà chị. Ở nhà bà chị, ví dụ bây giờ cưới vợ thì về ở đâu? Chắc lẽ là nếu mà cưới vợ thì mua nhà. Những cái gì mà bạn cho rằng tật xấu của bạn không thể bỏ được? Nhiều lúc tính em cũng còn nít lắm, với lại hay giận vu vơ. Nhưng mà lại mau quên lắm, bỏ qua chứ không có đau bụng. Ưu điểm cho em thì nấu ăn giỏi, với lại em chơi được nhiều nhạc cụ. Có hát được không? Hát thì chắc em cũng hay, cũng dở chứ không được hay. Tại sao con trai mà thích mặc áo bông? Thì mình nghệ sĩ mà, những cái làm cái gì đó nó mang tính chất nghệ sĩ. Tôi cũng nghệ sĩ, tôi đâu có mặc áo bông. Thường thì một người phụ nữ mà quen một mối tình mà 5 năm là rất là lâu, nhất là cái tuổi xuân của mình, thì lúc mà chia tay bạn có bị thất tình không? Khi em bị thất tình thì không biết thế nào hết, tại vì ở xa nhà cho nên hả giải tỏa bằng cách là mua sắm ăn uống, và cái việc ăn uống vô độ nó khiến em chịu một cái hậu quả khá là lớn. Hậu quả gì em? Đó, hơi căng căng chút đó. Dạ không chút. Nhưng mà không sao, vậy dễ thương. Tăng bao nhiêu cân? Gần 20 cân ạ. Khủng hoảng nhất là bao nhiêu ký? 75 ký ạ. Rồi bây giờ là còn nhiêu ký? Dạ 63. Thôi xuống cũng được hay hả? Rồi hy vọng giảm được bao nhiêu cân nữa? Dạ theo như bố em chắc là phải thêm 5 cân nữa. 5 cân nữa thôi, gì mất miếp cũng được rồi ha. Dạ. Anh Kiên tính nghệ sĩ lắm. Dạ. Bạn có thích nghệ sĩ không? Mọi cái em đều thích ạ. Nghệ sĩ có máu khùng lắm á. Người ta nói thường thiên tài thì hay khùng. Phải không? Vâng ạ. Không biết bên đây có tài không mà. Bạn không thích cái điểm nào ở người đàn ông? Đừng có quá ngớ ngẩn, với lại đừng có khoe khoang quá. Anh này nói anh chơi được rất là nhiều nhạc cụ, bạn có biết làm gì về nghệ thuật không? Dạ không ạ, nhưng em thích nghệ thuật. Hát một đoạn, đồng ý không quý vị? Anh ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, 20 năm đầu
sung sướng không bao lâu. 20 năm sau sầu thương cao vợi vời, 20 năm cuối là bao. Chào chị. Chào bạn. Dạ. Ôn cao bao nhiêu thấy cao quá vậy? Cao 1m8 vậy. Hả? 1m8. Hèn chi tôi nhìn là thấy cao rồi. Bạn không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Dạ thì em không thích phụ nữ như là trang điểm lè lẹt hoặc là sơ ống tay chân, nhuộm tóc. Không thích rồi đó. Với lại em không thích phụ nữ mập. Ủa sao vậy bạn? Mập nhìn mướt mít dễ thương chứ. Sao không thích? Giờ ta đang trên đà giảm cân, có nghĩa là người ta bị một cái cú sốc người ta mới mập. Muốn lấy vợ chưa? Muốn thì cũng muốn, nhưng mà với điều kiện phải tìm đúng đối tượng chị. Cũng khó chịu lắm nè. Em thì cũng kỳ tính, kỳ tính. Không có thích mập. Dạ. Hôm nay bạn đến đây với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào cô. Cô chào Quyên Linh và Cát Tường. Theo như cô ở Huế vào á, cô thấy được. Bây giờ anh đó, anh nói anh không thích. Dạ anh không thích phụ nữ mập. Theo như cô thấy cháu đang nói không thích là những cái là loè loẹt, rồi sơ mồng tay hoặc là mập. Mà cái điều đó là con cô là hiện tại chỉ là như vậy á. Mà theo cô nghĩ là cái đó, cái để nó tự nhiên á, rồi sau nó sẽ gặp nhau, rồi cái duyên là nó đến thôi. À, cô có nôn có rễ chưa cô? Ừ, nôn, cô nôn lắm. Bữa cô nghe anh cháu nó lên chương trình á, cô bay vào à. Dạ. Cô bay từ Huế vào đây xem á hả? Để khuyến khích cháu mới vào cái hôm. Nhưng mà tại sao tôi không hiểu, tại sao bạn lại không thích gọi là sơn tay móng chân? Cái đó phụ nữ người ta làm điệu mà, sơn nó đẹp mà, để sơn lên nó đẹp mà, không có gì đâu. Tại em thích đẹp mà nhẹ nhàng á, đẹp mà dịu dàng, đừng có chó ló à, được rồi. Nhưng mà gặp đi, ánh mắt sẽ quyết định tất cả. Rồi chúng ta chuẩn bị cái màn lên. Hai bạn sẽ có 2 phút để trò chuyện với nhau. 2 phút bắt đầu. Chào anh. Theo như em thấy những gì anh nói hồi nãy chắc là em không đạt được cái điểm nào rồi đúng không? Người ta nói em là có tướng phú quý đấy anh. Đó. Người ta đều thuộc là thích màu mè với lại xinh xinh đúng không? Mà anh không thích màu mè. Anh thì anh cũng tiếp xúc quá nhiều rồi. Tiếp xúc người ngang ngán đúng không? Đúng là anh lại... mở nhiều nó cũng ngán. Thật là thời gian rảnh rồi anh hay làm gì? Rảnh rồi thì anh cũng hay nghe nhạc. Tại sở thích của anh là disco và rock. Disco và rock. Anh thường anh thích ban nhạc rock nào? Scott Young. Hoặc là như là... giờ tự nhiên anh quên mất. Ok, cái đó thì từ từ. Tại vì em cũng khá là thích rock. Nếu mà không có Thành thì có thể mình sẽ vui vẻ đi nghe rock nè. Em cũng có một cái bạn, một nhóm bạn cũng khá là thích rock. Anh rảnh tôi dẫn đi rock, rock mía chơi. Quan niệm tình yêu của em này như thế nào? Quan niệm của em nó chỉ đơn giản thôi. Em yêu người mà em yêu, em ghét người em ghét, nhưng em sẽ không ghét người em đã từng yêu. Không biết anh với anh thì có vấn đề gì hay không? Anh chỉ mong muốn tìm người yêu người đó rất là cảm thông chia sẻ là được. Anh chỉ cần đơn giản như vậy thôi. Chung tình, cái đó chắc em có thừa đó. Nhưng mà không biết là... Anh rung trước một bóng hồng đang nổi bật ở đây đó. Chắc nổi quá em rung, chắc nổi em rung. Rung chứ còn gì nữa, nhìn không dám nhìn vô mắt người ta. Thấy người con gái bản lĩnh chưa? Quý phái bản lĩnh chưa? Em đừng có rung. Nhận xét bạn nam là người như thế nào? Sở thích và là cái quan điểm nhận xét của mỗi người thì ai cũng có cái riêng. Hơi tiếc một chút xíu là em lọt vào trong cái top mà anh không thích. Rồi bạn trai cảm nhận bạn gái thế nào? Này cũng được. Sao nhưng mà hơi mập thôi, cái gì đó. Vẫn giữ quan điểm là không thích mập. Dạ. Yeah. Không thích mập. Người ta nói hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Anh em mình gặp nhau cũng là có duyên, hy vọng sẽ là còn có duyên gặp lại anh nữa. Mày mà không phái mập tôi thua gì cũng thua chứ. Nói vậy thôi chứ. Giả bộ thôi chứ. Mặt xanh lè. Hết giờ. Mời con trai đặt tay lên nút bấm. Bấm hay không bấm, tùy quyền của hai bạn. 3 2. Một. Hết thời gian. Đó, mặc cỡ kìa.
Phỏng vấn một chút, phỏng vấn cặp này một chút. À, tại sao hồi nãy anh nói là anh không thích mập mà cuối cùng anh vẫn bấm chuông? Dạ thì thời gian cứ hai đứa tìm hiểu từ tính sau, có thể đó cũng khắc phục được mà. Thường phụ nữ mà khi nghe người đàn ông nói mình không có phải cái chuẩn của họ thì mình sẽ cảm thấy mình bị tổn thương, mình chạm cái lòng tự ái của mình chẳng hạn. Tại sao bạn nghe ảnh nói vậy mà cuối cùng bạn vẫn bấm? Thì em cảm thấy mỗi người đều có quan điểm riêng của mình. Còn cái việc bấm thì em chỉ nghĩ là mở cho người khác cánh cửa cũng như là mở cho bản thân mình cánh cửa. Thí dụ như bây giờ anh hồi nãy anh không có bấm, một mình bạn bấm thôi thì sao? Dạ cũng không sao à. Đón nhận người ta không đón nhận mình. Đó là mỗi người có một cái quyền riêng. Và cái việc đó cũng không ảnh hưởng gì. Rất hay. Dò anh cũng hơi sĩ diện đó thôi. Để tối đem gì cho chó ăn. Để tối đâu có chó đâu, anh ăn không hết chứ. Dạ. Chứ mà cũng có gì đâu sĩ đâu, cứ làm tới đi sao. Dạ. Ờ vậy là tốt rồi. Dạ. Nói chung là dạ. Âm mới. Rồi sao? Đứng từ rào bên đây ha. Tôi nghe bên đây á, là tự nhiên tôi có một cái cảm giác là hai cái bạn này á rất là xứng luôn. À dạ. Thiệt. Để tôi qua tôi coi. Ừ. À, dạ lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân, anh Quyền Linh, tất cả mọi người đang có mặt ở đây và bạn nam bên kia. Em tên là Nguyễn Thị Bích Hạnh, em sinh năm 1990. À, công việc của em là kế toán. Em đang ở quận 7 và em làm một công ty ở Nhà Bè. Quê em ở Quảng Ngãi. Quê Quảng Ngãi. Ở thì ở quận 7. Làm thì làm ở Nhà Bè, đúng không? Sinh năm 90, vậy là năm nay nhiêu? 20... Dạ không, 31 tuổi. 31 tuổi, ờ à, 31 tuổi, đúng rồi. Rồi, mời nhà trai. Dạ, em xin, lời đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh, xin chào chị Hồng Vân, xin chào em gái kế bên và xin chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Võ Minh Tâm, 38 tuổi, quê quán ở thành phố Hồ Chí Minh, hiện ở nhà em ở quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Em là viên chức nhà nước đang công tác tại phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Trưng Vương, thành phố Hồ Chí Minh. Công việc cụ thể hiện tại của em là nhân sự ở bộ phận lưu trữ hồ sơ bệnh án để hỗ trợ các bộ phận liên quan giải quyết vấn đề liên quan đến bảo hiểm y tế. Dạ, em xin hết. Trời ơi, ngon ngậy quá. Dạ. Hay, nghĩa là hồ sơ tất cả gì mà y tế, bảo hiểm kia rồi lưu trữ là biết hết đúng không? Thanh tra xuống mà hỗ trợ mấy bộ phận thanh tra. Rồi, ok. Rồi, bây giờ mình nói về mình chút xíu nữa đi. Em, điểm mạnh, điểm yếu của mình, nói cho bạn trai nghe. Dạ, ưu điểm của em là mọi người nhận xét em là nhìn có vẻ hiền và thật thà. Em luôn cố gắng là giúp đỡ mọi người trong cái khả năng của mình. Và nhược điểm của em thì chắc là rất là nhiều ạ. Đầu tiên là em... Nhược điểm nổi cộm thôi. Dạ. Thứ nhất là dễ nhìn, nhất là em hay đỏ mặt. Tại vì là em khi mà gặp cái vấn đề nào á thì kiểu như là... đỏ mặt. Dạ. Cái đó không phải nhược điểm, đó là điểm đáng yêu. Bỏ qua đi. Dạ. Với lại là em hay tự ti về mình. Đó, cái đó là nhược điểm đó. Dạ. Mắc mới gì tự ti? Tại vì lúc nhỏ là em cũng hơi thừa cân. Nên là em cảm thấy là ngoại hình của mình là nó không có được ổn. Nên là em cũng tự ti. Dạ. Tự ti tới năm bao nhiêu thì hết tự ti? Đến khi em vào đại học. Em vào đại học thì cân nặng của em cũng là khoảng 60kg. Xong em ra trường đi làm thì cũng không có nhiều thời gian. Xong em mới quyết định là em đi tập thể dục. Và em đăng ký lớp huấn luyện viên PT. Rồi em kết hợp luyện tập và ăn uống. Rồi em giảm lần số ký của mình. À, là bây giờ là em đã tự tin chưa? Dạ cũng chưa hẳn. Em vẫn còn kiểu như là tự ti về... cũng còn đâu đó gần tự ti của mình. Em tự ti vậy rồi chị sao? Trời ơi, Phật nó gì nó còn tự ti nè, Linh coi chịu nổi không? Dạ, ngoài ra thì em cũng nhược điểm là em hay nói nhanh. Khi mà em cảm thấy hồi hộp thì em sẽ nói rất là nhanh. Ví dụ như bây giờ vậy đó đúng không? Dạ. Ngoài ra thì em nấu ăn được nhưng mà nhiều người nhận xét em thì ăn không có ngon. Nấu ăn không ngon? Dạ, nhưng mà em rất là thích nấu ăn. Dạ. Ngoài ra thì thôi mình bí mật đi, vô đó để cho bạn trai bển find out tiếp nha. Dạ. Em nói chung là dễ thương lắm, em đừng có tự ti gì hết nhau. Dạ em cảm ơn chị. Mình phải tự tin lên. Dạ em cảm ơn chị. Em tự tin chị mới tự tin được. Ok. Em cảm ơn ạ. Cười gì ông nội? Tự ti gì thừa cân thua gì em. Nhiều người ta có 100kg ta cũng tự ti, tự tin chứ có gì đâu tự ti. Cái đó giảm được mà. Dạ. Mà em trai, em nói ưu điểm, khuyết điểm cho bên kia nghe đi. Dạ thì ưu điểm của em là siêng năng, chăm chỉ. Và không có biết hút thuốc và không thích nhậu nhẹt nhiều.
Tốt. Và em có đặc biệt ưu điểm rất là lớn của em là ý thức tự lập rất cao, bởi vì em sống riêng nên em phải tự lo mọi thứ và nội trợ em cũng đi theo luôn, là rất là tốt. Em sống có một mình hả? Em ở riêng nhà, ở riêng khu vực anh Linh. Là nhà riêng của em? Không, em chỉ có đất đai riêng thôi, còn nhà thì em vẫn ở nhà của ba mẹ, nhà bự đó, rồi mình ở một cái lầu riêng, cái lối đi riêng với một căn hộ, với một căn hộ riêng nhỏ. À dạ. Yeah. Nhỏ riêng. Là tôi phải qua tôi coi. Dạ. Của nã gì quá trời vậy? Dạ. Chào cưng. Dạ. Dạ chào chị. Tức là em có đất đai. Dạ mua rồi nhưng chưa xây. Dạ. Mua rồi đất là được rồi. Dạ. Dạ khó. Nhà thì dạ. Ở nguyên một tầng lầu luôn. Không, cũng như phân nửa, còn nhiêu là mình xây nhà nhiều lầu của mình xây cho thuê rồi mình ở trong nhà luôn. Dạ. Vậy dạ, đó mà có ở chung với ba thì ở ở chung cái nhà bự ấy, nhưng mà em ở cái lầu riêng, lối đi riêng. Ừ. Đúng như ở căn hộ nhỏ mini riêng á. Không rồi. Không có ở chung, nghĩa là sinh hoạt nội trợ tự lo tự hết. Hiểu dạ, rồi, dạ. Có nghĩa là bây giờ em là chuẩn bị sẵn sàng tất cả mọi thứ rồi. Giờ dạ. Chỉ cần hốt một bà vợ về. Dạ. Cất vô đó là xong đúng dạ, không? Dạ, em bỏ hết tuổi thanh xuân em vô mấy cái đó hết rồi. Đó, rồi bây giờ là dạ. Đến lúc hưởng rồi đúng dạ, không? Dạ dạ. Nãy giờ em nghe bạn bên đây nói chuyện, cái cảm nhận của em sao? Dạ thì em thấy bạn đó được, hiền, với lại cái mốc miếp cũng đúng ý em. Mốc miếp dễ thương đúng không? Dạ, mốc miếp tròn tròn lúc nào cũng đẹp lắm. Mốc miếp dễ thương mà cưng dạ. Rồi đúng không? Dạ dạ, em khoái mốc miếp. Em có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu thì em có mỗi là đói, xấu tính đói anh Linh. Đói hả? Đói bụng quá, mình ăn uống mình không có kiềm chế được cái sức ăn, mình ăn nhanh, ăn nhiều, nhiều khi ra quán ăn á, ăn sạch hay sẽ ông chừa miếng nào trong tô gì hết á. Không, cái đó tốt mà. Ý là hơi sĩ diện hay kỳ kỳ thì không nếu có gì sĩ dạ. Diện hết trơn, cái đó xưa lắm rồi. Bây giờ ăn không hết là mình gói mình đem về, không có phung phí, không có sĩ diện để bỏ lại. Nãy bao nhiêu người không còn, có cái ăn. Anh có sĩ diện á, Hồng Vân nãy mới ăn còn như anh quơ hết trơn, sạch hết trơn. Ừ, mà dạ. Xấu đói là cũng không có thua gì ai là anh đó. Dạ. Ông đói là ông cọc còn hơn gì nữa, thấy ghê lắm luôn. Dạ. Ừ. Cái đó không phải tính xấu nha em không bao giờ được cho cái đó là tính tại xấu. Tại vì người ta thường ăn chừa lại miếng nước hay miếng gì cho nó dễ. Chừa gì hết trơn rồi á. Hết hết. Dạ. Rồi buổi này nó chừa trước hết trơn. Trước anh đi ăn gì cái còn dư mấy cục giò, nó anh cũng hơi sĩ diện nó thôi. Để tối đem gì cho chó ăn. Rồi tối đâu có chó đâu, anh ăn không hết chứ. Dạ. Chứ mà cũng có gì đâu sĩ đâu, cứ làm tới đi sao. Dạ. Ờ vậy là tốt rồi. Dạ. Nói chung là dạ. Ông mối. Ừ sao? Đứng từ rào bên đây ha, tôi nghe bên đây á là tự nhiên tôi có một cái cảm giác là hai cái bạn này á rất là xứng luôn. À yeah. Thiệt. Để tôi qua tôi coi. Ừ. Xứng sao? Rất là xứng, xứng luôn. Xứng là xứng sao? Ừ. Với đàn trai tôi hiền nha, nhiệt tình đó. Nha, cố gắng năng nổ luôn. Dạ. À. Chào anh ạ. Chào em gái. Mặt phu thê không? Ngộ lắm, có cái nét cái mặt ngộ lắm. Mặt phu thê. Phu thê. Ừ. Yeah. Thiệt. Được. Để coi hồi sao. Em dạ. Không thích điều gì ở đàn ông? À, dạ là tính vũ phu ạ. Vũ phu. Với lại em không thích hút thuốc. Ở đây không có hút thuốc luôn. Dạ. Ở đây thấy hiền thì không bao giờ vũ phu rồi đó. Giờ dạ. Cả tuổi thanh xuân là ừ. Bỏ vô đất đai với nhà đó. Cửa lo rồi. Lấy vợ thôi đó. Bây giờ dạ. Là chỉ còn ừ. Lấy vợ thôi. Dạ. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em là người đàn ông lý tưởng như thế nào? Dạ. Thì em thích một người đàn ông là thiên về gia đình. Ừ. Và sống tình cảm. Ừ. Biết cách đối nhân xử thế. Ừ. Ừ, ngoài ra thì cũng có công việc ổn định và biết lo cho cả gia đình hai bên. Ừ. Ngoài ra thì cũng thích du lịch với lại thể thao một xíu, tại vì em cũng thích những người hay thích vận động. À. Thích dạ. Du lịch, thích thể thao xíu. Có du lịch thể thao không? Dạ, du lịch thì em hồi trước giận mình thì không có ai để đi nên không đi, nên nếu có thì đi với dạ. Ừ. Chưa đi đâu luôn đúng không? Điên mình kỳ lắm, đi buồn lắm. Dạ. Còn thể thao dạ. Sao nè? Thể thao có không? Thể thao em có hết xà đơn. À, hết xà đơn. Thích hết xà đơn tự vô người thất vị để điểm. À dạ dạ. Rồi vậy tốt rồi. Nói chung nãy giờ em nói ra anh cảm nhận bên đây cũng coi 90% luôn. Ừ. Dạ. Em chỉ có khuyết điểm là cái mái tóc hơi khiếm khuyết. À? Cái mái tóc hơi khiếm khuyết chứ. Dạ, hơi yên tâm đã à? Có massage, yên tâm. Không có lo. Dạ, này cũng lý do chính lên đây, mái tóc tự ti á. Dạ. Đừng có tự ti, dạ. Tóc tai dễ lắm. Em không có tự ti cái gì á. Em là, chị khẳng định với em là những gì em đang có là em dạ. Mới tự tin. Đúng thì rồi. Dạ. Em là một người, nói sao ta, gặp nói chuyện với em dạ. Rất dễ cảm mến. Dạ. Cái khuôn mặt em nó thiện. Thiện từ đó. Không, dạ. Cái khuôn mặt em nó thiện lành á, người ta dạ. Nói vậy đó. Dạ, ừ, rất là thiện lành. Ừ. Mà cái đó là cái phụ nữ người ta rất cần dạ. Thực sự rất là cần à. Nói chuyện với người đàn ông đó tự nhiên mình cảm thấy mình yên tâm dạ. Mình sẽ được gọi là rồi. Bảo vệ, được chở che ha dạ. Rồi bây giờ em nói về cái đường tình duyên á.
cái đường tình duyên đi ha. Đúng rồi, đường tình duyên thì do em tự ti với cái mái tóc á nên em chỉ có dừng lại mức độ thích rồi không bày tỏ. Nhưng mà nói về mà cái quen biết ở trên thân thiết chút xíu thì ngày xưa có, chứ không phải là tình yêu. Tự tình yêu nó phải có nhiều cái dành cho nhau nhiều thứ, còn cái này chỉ quen biết trên mức thân thiết chút thôi. Giờ chưa có tình yêu. Dạ, tại vì do cái thời đó là cũng mới làm rồi, cái bạn đó cũng đi học rồi không có thời gian gặp, với cái tính tình không có thời gian, không có hợp nhau á. Dạ thì không ngưng, còn tới đó giờ là do sợ nó chê mái tóc cái không á. Cái ơi, có người ta trọc lóc tao yêu mà có gì đâu. Dạ thấy phụ nữ bây giờ không có yêu luôn. Chưa, dạ không, sợ người ta chê mình từ chối cái mình quê thì mình đâu có đến nỗi tệ nó, người ta chê nghĩa chỉ mái tóc thôi. Nhưng mà người ta chê cái mình lại quê, tại sao chắc người ta tưởng bị gì, nhưng mà vậy đó. Dạ chứ sợ người ta chê tại vì sao tóc tai phụ nữ thì không thích tóc bị. Chắc lúc đó em cũng đang lo sự nghiệp quá đúng không? Dạ em lo làm nhiều thứ để có mấy cái điều tốt đẹp, em tự lập mà, em thích tự lập chứ không có thích. Tình yêu có bao giờ nắm tay bạn gái chưa? Dạ thì có cái mối quen biết nãy em kể là ngày xưa. Quen biết nắm tay rồi. Nắm tay có hung gò má có. Hung gò má thôi hả? Dạ không, thì nó trên thân thiết chút xíu. Ngày xưa cuối 2008 đầu 2009. Có 6 cái tháng rồi ngưng. Chưa thân thiết gì mà ra hung tay hả? Trên thân thiết chút xíu, trên thân thiết chút xíu. Vậy là có hung rồi đúng không? Dạ có hung. Mà nên lâu rồi. Chưa có tình yêu nhưng có hung rồi. Nhưng mà coi như vậy có nghĩa là nhà cửa, đất đai, vườn tược, thể xác, tinh thần gì của em á, nếu như hai bạn này bấm nút là bé này hưởng hết á. Dạ. Bé này hưởng hết luôn. Dạ. Đó nghe, ớ không? Bạn có mối tình nào chưa? Dạ. Nói coi, dạ. Tình yêu của mình sao rồi? Dạ em có tìm hiểu một anh khoảng 6 tháng ạ. Cũng 6 tháng, bên đây 6 tháng luôn. Nhưng mà cách đây hơn 2 năm rồi. 2 năm rồi dạ. Nhưng mà thân thiết tới mức độ nào? Thì cũng nắm tay rồi cũng đi ăn uống bình thường rồi. Nắm tay ăn uống cũng hôn má thôi đúng không? Dạ, dạ. Rồi khỏe luôn, em cũng hốt hết luôn á. Dạ. Không có lỗi đi đâu hết trơn á, cho nên yên tâm ha. Dạ. Trời ơi, hai người hợp ghê. Bởi tôi đã nói là nãy tôi nghe thôi là tôi đã thấy hai người nó có một cái gì đó làm như sanh ra dành cho nhau rồi. Dạ. Nhờ vậy bữa nay mới gặp nhau đây. Dạ. Ha, đi tìm dạ. Một nửa của nhau đó. Dạ, anh cảm ơn chương trình. Không thích con gái như thế nào? Không thích thì nhất là xăm trổ. Xăm trổ không có. Không có. Thứ hai là hung dữ. Không hung dữ, nhỏ này nhìn vậy là không hung dữ rồi. Thứ ba là hay tụ tập nhiều chuyện á. Không nhiều chuyện luôn, tôi trả lời. Em đang nói không thích đó, dạ. Dạ. Không thích cái gì đó. Không thích là giống như là bất hiếu cha mẹ, ông bà. Thì em đang nói điểm không thích đó, dạ. Lâu mới có người thôi. Dạ, nói không. Có bất hiếu không? Dạ không. Không hề, không có là không có. Mà không thích gì nữa không? Không thích cái này, tới nhị, tính nói mà sợ. Kệ, đâu sao đâu, không thích mình cứ nói để người ta biết thôi. Giống như phụ nữ mà chân mày lợt quá, em không thích. Chân mày lợt. Đâu đưa tôi kiểm cái chân mày coi. Trời đó coi, thôi anh khỏi lo đi. Chân đã mày tôi nay trờ luôn, không có đi xăm luôn đó. Dạ. Mà chân mày tóc ngon lành. Tóc tai còn không lo, đừng nói chân mày vô đây. Dạ. Không thích chân mày lợt. Ừ. Cưng thiệt. Nhưng mà em muốn cái mẫu hình lý tưởng của em phải đẹp giống như ai? Phải như thế nào? Thì mấp mép, khuôn mặt dễ nhìn, rồi dáng vẻ hiền lành. Rồi có gì làm ổn định gì đủ rồi. Trời ơi, nói thiệt luôn, giờ không cần hỏi cô bé này luôn á, chị khẳng định với em là những cái điều mà em muốn là 100% bên đây dạ, có. Dạ, em cảm ơn. Dạ, 101 dạ. Luôn nè. Dạ. Hè, giờ để tôi hỏi bên đây. Bây giờ tôi hỏi khoan để tôi hỏi thằng trai tôi cái dạ. Này. Một cái lý do rất là kỳ, tự nhiên không thích chân mày lợt là sao? Dạ, giống như kiểu mà không có được lãng mạn á. Ủa, chân mày lợt nó liên quan tới không lãng mạn. Dạ thì theo cá nhân em nghĩ là phụ nữ chân mày lợt thường thường giống như là không có độ lãng mạn. Không dám đâu. Dạ. Chắc có là ông cũng coi không? Trong sách bói, sách đã tướng số rồi. Cái sách tướng số. Tướng số rồi sao? Không, em không coi sách nhưng mà em hay suy nghĩ phụ nữ là chân mày lợt thì không có. Không có gì? Không có lãng mạn nhiều như mấy người mà hơi rậm rậm xíu. Tôi kể tới đi, tôi kể tới đi. Phụ nữ làm chân mày lợt không lãng mạn lắm. Không thì em nghĩ thôi chứ không lỡ là không sao, chứ không phải là mình không thích là mình chân mày gì không quan trọng. Dạ. Quan trọng là con người ta thôi. Dạ dạ. Đúng không? Có nhiều người đó, thích đàn ông hói. Người thích chân mày lợt. Bây giờ đầu tiên chút xíu mở rào là cái điều đầu tiên là tôi yêu cầu bạn qua kiểm chân mày bạn qua đây. Dạ. Là xong coi như là xong. Điều đầu tiên qua đây kiểm. Tôi coi trước thôi. Bị tóc người ta bê mà mày bắt buộc phải qua kiểm. Không lợt đâu nha. Đậm á. Chân mày như hai cái kiếm nhật luôn mà giờ. Thôi đâu trời ơi. Thôi được rồi. Dạ. Bây giờ em gái đi với ai nè? Dạ em đi với bạn em ạ. Bạn đâu? Thôi chào bạn. Dạ bạn xin chào
Dạ, xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân cùng tất cả quý vị ở đây. Thì lời đầu tiên thì cho em xin giới thiệu, em tên là Mỹ Lệ. Hiện em đang sống chung với bạn Hạnh. Đó, thì đôi nét về bạn Hạnh là một người là sống rất là thiên về tình cảm, rất là có hiếu với bố mẹ. Đó, nhưng mà có cái là trong chuyện tình cảm á, bạn rất là nhát, cực kỳ nhát luôn. Đó, hơi ngố một xíu nữa. Thì còn về bạn trai bên đây á Hạnh, thì Lệ thấy là bạn trai bên đây là đúng là cái người mà Hạnh đang tìm kiếm mấy lâu nay rồi đó. Đúng rồi đó. Đúng luôn ha. Thì hai bạn đã có cơ duyên để mà gặp nhau ở đây rồi, thì nên dành cho nhau thời gian nhiều hơn để tìm hiểu nhau. Hy vọng sang năm á sẽ nhận được một cái thiệp gì đó của Hạnh nha. Đúng rồi đó. Dạ, xin cảm ơn ạ. Chút xíu gặp một cái là nếu mà ưng cái là bấm liền luôn, khỏi cần chờ đếm nha. Bên đây ta sẵn luôn rồi đó. Chỉ tao thích chứ mày lỡ thôi. Rồi, thằng trai đi với ai? Dạ, em có đi với một chị đồng nghiệp cơ quan mới nghỉ hưu. À rồi, chào chị. Em xin chào anh Việt Linh và xin chào chị Hồng Vân. Dạ, đây bây giờ chị cũng thấy cái cô bé này rất là dễ thương, nói chuyện nhỏ nhẹ, chân mày đậm theo ý em rồi đó. Mà nhưng bây giờ em cứ việc tiến tới đi và cho một cơ hội chị ăn đám cưới cho tụi em chứ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi. Nói chung là hai đứa này nó tương đồng, tương thích lắm nha. Bé kia là bị mặc cảm về cái mái tóc mà không có bồ, cô này là mặc cảm về cái mốc míp mà không có bồ. Đó không là biết gì đâu. Đó, đi tập ngon mà. Đi tập rồi, đi tập rồi. Mà bữa nay tập mà phọt đẹp như vậy mà nó vẫn còn mặc cảm, nó coi chịu nổi không? Dạ. Bữa nào chỉ gì dân phương pháp tập cho. Đến đi. Rồi bây giờ mở rào nghe. Dạ. Mở rào nghe. Mở rào đi. Ưng một cái là bấm luôn nghe em nha, không mở rào. Cười gặp cái là cười vui vẻ liền. Dạ. Dạ. Tới luôn, tới luôn. Dạ. Anh hôm nay đến đây có một món quà với một cái bó hoa. Mà bó hoa này chân ra đây thì mở đèn gì nó đẹp hơn. Mở chưa? Mở đi, mở chân ở trên đây. Đó. Dạ. Đó, quá trời đẹp rồi. Dạ. Cảm ơn. Rồi dạ. Mở món quà ra coi lại gì, đưa hoa cho. Để mở đi. Dạ. Để tắt công tắc đèn. Để em tắt đi. Em tắt công tắc. Dạ. Món quà này là nước hoa. Dạ. Anh nghĩ em thích nước hoa. Dạ. Thì anh tặng em nước hoa để em sử dụng để mình hẹn hò đi chơi cho vui. Dạ, dạ. Cảm ơn anh ạ. Dạ. Trời ơi, các mùi luôn. Dạ, nó combo 5 mùi, 5 mùi hương. Anh nghĩ em thích hết 5 mùi luôn. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Em có một món quà tặng anh. Đây là cuốn sách Đáng Nhân Tâm. Em gửi anh. Dạ, em cảm ơn. Em thấy cuốn sách này ý nghĩa nên là em muốn gửi tặng cho anh. Anh cũng thích đọc mấy cái này, tại vì anh sống thiên về đạo lý. Anh thích làm thơ về đạo lý lắm á. Em cũng nghe anh tặng em một bài thơ về đạo lý cho em nghe. Đọc luôn. Dạ, có ạ. Em mời. Dạ, anh đọc bài thơ về đạo lý cho em nghe ha. Dạ. Tại vì anh có thích làm thơ nữa. Dạ, để mình hình đọc. Dạ. Cuộc vui nào rồi cũng sẽ kết thúc, nỗi buồn nào cũng đến lúc qua đi. Vương vấn mà chi, suy nghĩ làm gì, cứ vui, cứ sống, cứ tình, cứ say. Có ai đâu mà sống mãi kiếp này, đời người ngắn ngủi hãy dành yêu thương. Cho nên mới có hai chữ vô thường, ai ơi hãy nhớ, hãy nhường nhịn nhau. Hãy yêu thương lấy tình nghĩa làm đầu, đừng sân si mà chửi nhau nặng lời. Khẩu nghiệp mình gieo tội lắm ai ơi, nhân quả là có, cuộc đời nặng mang. Dạ. Thơ tự làm luôn. Dạ dạ, em có khiếu làm thơ. Ồ. Dạ. Đó, đó cuốn sách đó. Người đọc người mở quà. Nó mở nắng nót lắm lên. Mở em không xé. Dạ. Gặp tôi nãy giờ xé banh ra rồi. Dạ. Em hy vọng là anh có thể đọc cuốn sách này vào mỗi sáng. Anh sẽ đọc nó. Dạ. À, rồi. Dạ. Cảm ơn anh. Dạ. Vâng, Dũng Linh. Chờ không được. Đưa quà. Lột mở nhanh nhanh. Dạ. Dạ. Đưa đây, đưa cái đó đây. À. Rồi. Dạ, cảm ơn. Bây giờ em thích nghe gì không? Anh hát cho em nghe tặng trước. Từ em thích nhạc gì? Dạ. Anh cái gu anh là sở trường giọng cổ cái lương á, còn anh thích nghe trẻ hay là bolero hay dân ca gì anh cũng được hết. Dạ, vậy nhưng cái mà lương giọng cổ thì số một hơn. Dạ, em muốn nghe cái đó. Giọng cổ ha. Dạ. Ngày tháng hôm nay anh thầm mong mơ tình muôn thuở, thầm ước mong sao cho mối duyên ta không gian dở bao.
giờ. Không cách, không xa, không đợi, không chờ. Làm quen nơi đây như tình yêu cổ tích. Càng hiểu cuộc đời nên không thể xa nhau. Ngồi ở chương trình này em đó anh đây, chỉ lặng nhìn nhau rồi trao lời tâm sự. Để đêm về anh thao thức tương tư, gom nhớ, gom thương, yêu thầm trong hư ảo. Rồi em gái đáp lại bài đi, đi xem. Dạ rồi, em hát không được hay nên là không sao, mọi không sao, người... Không sao. Anh hát bù qua bù lại cũng được, không sao. Dạ. Em hát một bài Màu Đỏ trong bài Cảm Ơn Tình Yêu ạ. Dạ, được. Lần yên nghe con tim với yêu thương nồng say như chơi vơi. Nếu như đây là mơ, xin cho tôi ngừng thêm phút giây này. Niềm vui khi bên nhau có bao nhiêu buồn lo tan đi mau. Những phút giây gần nhau sao qua nhanh, nghẹn ngào không nói nên lời. Sao nhìn nhau không nói nên lời là sao? Dạ, dạ anh thấy em thì hợp với anh. Hơi mất mép, hiền lành, dễ thương. Anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Nói nghe giọng nói là anh nghĩ em hiền hậu rồi đó. Dạ, em cảm ơn. Rồi anh nghĩ em là, nói chung là giống anh là quyết quan tâm với người lớn là anh thích. Dạ. Còn anh tính nói với em một điều là anh có ý thức tự lập lắm. Dạ. Anh không có phụ thuộc nhiều người ai khác. Dạ. Anh thích thì tạo tự mình tạo ra những cái giá trị tốt đẹp nhất cuộc sống cho mình. Chứ mình phụ thuộc người khác là mình bị động, mình phải tự chủ động thì nó hay. Thì về cái đó thì anh đã tuổi thanh xuân anh đã làm hết rồi. Bây giờ mình chỉ phát triển lên thôi. Nếu mà có hẹn hò tiến tới cuối cùng á thì phát triển lên chứ không có bắt đầu số không. Nên có đó em anh nói cho em để em hiểu yên tâm gì đó luôn. Chứ không phải là mình nói có nó không, không nó có. Tự anh có sao nói vậy à. Anh rất là tự lập. Nhà có điều kiện nhưng mà anh không phụ thuộc. Anh thích tự tạo ra của mình. Còn cha mẹ sau này có cho mình gì cho với mình tự lo mình trước đi hay nhất. Rồi anh thêm nói một điều nữa là anh tới đây là với quan điểm rất là nghiêm túc, là đến đây là nghiêm túc kiếm vợ bấm nút chứ không có lên dạo chơi lãnh quà. Em cũng vậy ạ, tại vì khi mà tính em cũng nhát á, nên khi em đăng ký chương trình này là em cũng giống như là quyết tâm để mình thử cho mình một cơ hội. Rồi. Chứ em cũng không đến mà để chơi hoặc là lên tivi. Đúng, giống anh. Nếu mà được thì khoảng bao lâu các bạn có thể tiến tới? Thì theo anh á, nếu mà trong năm nay thì tốt, thì sợ em thôi chứ anh trong năm nay thì được chứ kéo dài thì anh thì ok, năm nay thì được. Chứ... Em thì khi mà mình tìm hiểu mà đủ tin tưởng lẫn nhau thì có thể là cuối năm. Tại vì thì ba trong mẹ năm nay luôn. Dạ, ba mẹ em thì cũng hay hối em mỗi lần mà gọi vào cho em á thì cũng hỏi là người yêu hay là đã có người yêu chưa. Rồi những người mà lâu ngày gặp em thì cũng hỏi là lập gia đình chưa. Nên là nhiều khi cũng em nghe hoài em cũng hơi áp lực một xíu. Rồi. Quan điểm về con cái thế nào? Thì anh thì trước mắt một đứa đi. Giờ còn để mình còn tính tiếp nữa chứ nói trước bước không tới một đứa chứ. Em thì em không quan trọng mấy đứa. Tại vì em nghĩ là khi nuôi một người con mình phải có kinh tế ổn định. Rồi. Mình mới đủ điều kiện để chăm sóc con mình. Khi mà kinh tế mình ổn định thì mình có thể sinh 2, 3, 4 vậy. Em đều chấp nhận được ạ. Nói chung em là hợp với anh á, anh thấy rất là ok á, anh sẽ bấm nút á. Nhưng mà giờ trước khi anh tới cái vụ đó á, thì anh sẽ hát cho em một câu cải lương ngắn cho mọi người đi vui luôn. Từ tới đây là cái gu anh là sở trường giọng cổ, thì giọng cổ thường nó buồn lắm. Nhưng mà anh cố gắng tìm ra những cái đoạn nào vui vui tặng. Nha. Tiến tới nắm tay cô hát tặng cổ luôn. Nhìn thẳng vô cái hát luôn. Rồi. Anh hát cải lương nha. Em đúng là người mẫu mực, em như là thần tượng của anh. Hết thấy bà con lôi xóm xa gần, ai cũng đều mến em. Nhớ một mình em cũng đủ lắm rồi, nên chẳng cần nhớ ai. Rồi, bây giờ nè, đứng nguyên, hai người đứng nguyên. Đứng nguyên đi, bây giờ nè, cứ nắm tay, hai nắm tay như nãy coi. Đó, nhìn thẳng mắt nhau đi. Trái tim của bạn trai thế nào, nói cho bạn gái biết đi. Em rất là thích em Hạnh. Thì anh chúng ta cùng bấm để cơ hội để cuối năm này tiến tới. Trời ơi, cưới luôn đó, không tìm hiểu gì hết. Em quánh giá thế nào về bộ chân mày? Đúng rồi.
Chính xác, nhìn đi, nhìn cái mày đi. Nhưng mà em có trang điểm, nhưng mà em người ta có trang điểm rồi đó. Nói chung là cái đó về lý thuyết, còn thực tế thì có thể là mình không có nên quan trọng vấn đề đang nói về vấn đề sở thích thì mình nói thiệt thôi chứ nói dối lòng làm gì. Nếu về cũ bôi cái make up ra chân mày nó lập nhất thì sao? Dạ chắc Hạnh chắc biết ý chứ không có để vậy đâu. Dạ. Bây giờ có thể đi xăm mà. Đúng rồi. Dạ. Nói chung anh thấy không. Em đẹp theo ý anh được á. Chân mày em đậm rồi, anh yên tâm đi ạ. Chân mày em, nói chung không phải chân mày không mà là em là cái mẫu người anh thích rồi đó. Đúng luôn á, thiệt luôn á. Dạ thích. Hai cái khuôn mặt này là không có giống nhau nhưng mà có cái nét phu thê kỳ rồi. Lắm. Em cảm nhận thấy nào người đàn ông nhìn thẳng vào mắt anh ấy coi. Em cảm thấy anh là chân thật. Người để mình có thể tin tưởng được. Rồi, anh cảm ơn. Hãy nói rút ruột, rút gan của mình ra về nhau đi. Thì mình cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu. Anh nghĩ chúng ta hợp rồi đó. Còn tìm hiểu là cái đó giống như là một cái gì đó nó thêm chút xíu thôi. Chứ thực sự ra là hợp rồi. Chứ từng tuổi này thì nó cũng có một cái gì đó nó không nên quá khắt khe. Anh nghĩ nên cơ hội là tốt nhất cho cả hai. Rồi em về ghế không bấm. Còn gì để nói nữa nào, thích bấm nút luôn. Đúng đây. Các bạn thấy cảm giác đây là một nửa yêu thương của mình, bấm luôn, bấm nút luôn, không chờ đợi gì cả. Rồi xong bấm rồi. Còn bấm luôn rồi thôi, rồi tôi với ông. Hỏi luôn. Không luôn. Cho nó gọn. Dạ. Đó. Thích nhau quá rồi bấm luôn, nắm tay luôn. Rồi, hôn nụ hôn đầu tiên. Anh xin. Đúng rồi. Thiệt mà. Thiệt mà. Xin phép đi. Làm tới luôn. Anh không biết. Anh hoành tráng vậy ạ? Không được, phải hung con là cha, hung con. Còn đây là bạn trai, hung bạn gái. Đó, dễ nghĩa nhàng cái tóc nào, ra. Lâu rồi. Lâu chút nha. Nào, đó nhẹ nhàng, vô đó, một tay. Lâu lâu chút. Bóp cổ, có bóp cổ ngay lên, có bóp cổ. Dạ, dạ được. Cổ được. Dạ, có có bóp ép vô luôn. Đấy, đó, nó nói là có duyên có phận nó vậy. Yeah. Đó, nhanh lắm. Yeah. Chỉ cần nhìn thấy nhau đã yêu nhau rồi. Yeah. Cưới vợ là cưới liền tay nha. Trong năm nay á là rớt liền, bây giờ là 31, 38 rồi. Đúng rồi. Đúng không? Không thời gian không chờ đợi nữa. Bây giờ hứa với ba mẹ của bạn gái gì đi, coi với ba mẹ bạn gái đang theo dõi truyền hình đó. Con xin phép hai bác cho con được tìm hiểu làm quen em Hạnh để tiến tới hôn nhân nghiêm túc chưa trong năm nay. Con hứa sẽ yêu thương, lo lắng và bảo đảm hạnh phúc. Bởi vì con là người có ý thức tự lập nên hai bác cứ yên tâm. Dạ. Hạnh có muốn nói gì với ba mẹ của Dạ con chào hai bác ạ. Hôm nay con với anh gặp nhau ở đây là một cái duyên. Thì con với anh sẽ cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Nếu mà có duyên thì tụi con sẽ tiến tới hôn nhân ạ. Được rồi. Hai đứa sớm thông báo tin vui chương trình nha. Hôm nay là ngày rất là đặc biệt rồi đó. Rồi quà cáp gì đâu? Đâu rồi, tặng quà cho... Quà cáp đâu nè? Đây. Còn tóc tiết thì đừng tự ti nữa nha. Đây. Đưa mình đó cầm luôn đi. Cầm luôn đi. Lo hết luôn. Để tóc tay có nhiều rồi, không cần nữa. Có gì nếu mà chân mày lợt quá thì uống này vô được ha. Mắt khe bíu một tóc ha. Đây. Hai em sẽ tặng hai cái mũ, cái màu hồng. Rồi cái này cho bạn trai. Mình đi chơi mình phượt độ vô cho nó an toàn này kia ha. Cảm ơn. Tiếp nữa. Bỏ vô đây luôn nha. Dạ cảm ơn chị ạ. Đây là máy lọc không khí Toshiba. CAF N30 VKVN diệt khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Rồi đây này của em, nhờ anh giữ giùm đi để cho dễ cầm. Rồi lấy cuốn sách từ kìa Linh, lấy giùm cuốn sách đi Linh. Cảm ơn chị. Đây, đắc nhân tâm. Thuốc của đây em giữ giùm, bên đây giữ giùm. Hai đứa về cùng đọc chung đi. Rồi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn em ạ. Dạ. Báo tin vui chương trình nha. Dạ. Đi trước đang đỡ. Để đi em mặc áo dài đi cái cầu thang đó nó hơi bị nhỏ. Dạ, sao em đi.